Xin chào quý độc giả đang theo dõi chuỗi tọa đàm trực tuyến K-Talk 2022. Thưa quý vị, K-Talk là series nằm trong chuỗi giải thưởng K-Awards do báo VN Express tổ chức. Thưa quý vị, thì năm 2022 thì K-Talk đã trở lại với một series hoàn toàn mới, hứa hẹn đem lại những cái trải nghiệm thú vị và gần gũi hơn đối với những người sử dụng và tiếp cận thêm được những cái lĩnh vực rất là sâu trong mảng ô tô. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng tìm hiểu một vấn đề rất được quan tâm khi mà chúng ta đi bảo dưỡng xe, đó là dầu nhớt ô tô. Tuy nhiên thì không phải là nhiều người sử dụng xe có thể biết được ví dụ về tính chất của dầu này, cách thức sử dụng cũng như là sử dụng loại dầu nào thì phù hợp với cho xe. Và để làm rõ cái vấn đề này thì trong cái buổi tọa đàm ngày hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu hai chuyên gia, đó là ông Trần Trọng Quảng, Giám đốc Kỹ thuật của Xeo Việt Nam. Xin chào quý độc giả báo VN Express. Ngồi bên phía ngoài cùng kia là ông Nguyễn Hồng Vinh, là một chuyên gia kỹ thuật lâu năm trong lĩnh vực ô tô. Chào mọi người. Như các bạn đã biết, khi mà chúng ta bảo dưỡng xe thì dầu nhớt chỉ chiếm 3% chi phí bảo dưỡng, tuy nhiên lại là một yếu tố rất quan trọng để có thể bảo vệ động cơ của các bạn. Và có rất nhiều người sử dụng thì chưa thực sự quan tâm và tìm hiểu sâu về vấn đề này. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng giải đáp cũng như là làm rõ các cái tầm quan trọng của dầu nhớt. Đầu tiên, để làm rõ cái vấn đề tác dụng của dầu nhớt thì tôi xin mời anh Nguyễn Hồng Vinh có thể chia sẻ về vấn đề này. Thực ra dầu nhớt rất là quan trọng trong việc vận hành bất kỳ một cái động cơ nào, đặc biệt là động cơ đốt trong. Thì có bốn cái yếu tố mà dầu nhớt cần phải làm tốt để có thể cho cái động cơ làm được lâu dài. Thứ nhất là bôi trơn, tại vì khi những cái chuyển động sẽ sinh ra ma sát, và ma sát sẽ sinh ra nhiệt và phá hủy những cái kim loại cấu thành động cơ. Thứ hai là cái tính chất về độ bền, tức là dầu nhớt cần phải làm việc rất là lâu dài. Thì động cơ chúng ta biết là một phút quay mấy nghìn vòng, thì trong cái thời gian dài đấy thì cái sự ma sát sinh ra liên tục. Thứ ba là ngoài cái việc đấy thì dầu nhớt còn phải đảm bảo cái tính chất giải nhiệt cho động cơ, tại vì nếu như nhiệt độ cứ tăng lên mãi thì dầu nhớt cũng mất đi tính chất và động cơ cũng sẽ hỏng. Và thứ tư là còn một cái tính chất khá quan trọng mà ít người để ý là cái khả năng làm sạch ở phía trong cái động cơ, tại vì khi trong quá trình đốt nhiên liệu xảy ra thì sẽ sinh ra rất là nhiều cặn, và nhiệt độ cao cũng sinh ra cặn, và dầu nhớt mục tiêu của nó là hướng đến cái việc là làm sạch cả cái động cơ đấy để giữ cho cái động cơ luôn khỏe mạnh. Thì về dầu nhớt thì có rất nhiều kiến thức, và phần lớn người dùng, thậm chí đến như tôi cũng không biết tất cả. Thì rất là may hôm nay có anh Quảng ở đây, thì cũng hy vọng là anh Quảng sẽ chia sẻ những cái yếu tố nào cho người ta có thể, cho để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về dầu nhớt và đưa ra lựa chọn đúng đắn cho mình. Như ông Vinh đã chia sẻ thì có nghĩa là khi mà chúng ta thay dầu thì dầu có rất nhiều các tác dụng, đặc biệt là cái tính chất bảo vệ động cơ. Tuy nhiên thì người sử dụng lại không biết đến là trên chai dầu thì sẽ có những cái thông tin gì, khi mua dầu thay dầu thì chúng ta cần phải quan tâm đến những yếu tố nào. Vậy thì tôi xin mời anh Quảng là có thể chia sẻ những cái thông tin, những cái yếu tố cơ bản nhất ở trên một chai dầu. Thì về dầu nhớt á, thì cũng không quá khó giống như là mọi người thường nghĩ đâu. Thì mình có ba cái yếu tố cơ bản để mà mình lưu ý. Thì ba cái yếu tố này thì có ghi sẵn ở trên nhãn của chai dầu. Thì đầu tiên đó chính là cái độ nhớt của dầu, hay là cái độ đặc loãng của dầu. Ví dụ như đây là 0W40. Cái yếu tố thứ hai mà chúng ta quan tâm đó là trên cái chai dầu này là liên quan tới cái chủng loại. Ví dụ như là fully synthetic là loại dầu tổng hợp toàn phần hay là tổng hợp hoàn toàn. Nếu mà ghi là semi synthetic hoặc là synthetic technology thì đây là loại dầu công nghệ tổng hợp hay là bán tổng hợp. Và nếu ghi là mineral oil hay là ghi là loại dầu gốc khoáng, đó chính là cái phẩm cấp cái chủng loại của dầu. Và cái thông tin cuối cùng chính là cái phẩm cấp chất lượng của dầu thì sẽ được ghi theo cái tiêu chuẩn của API là của Viện Dầu mỏ Hoa Kỳ, hoặc là theo tiêu chuẩn ACEA của châu Âu. Vậy cảm ơn anh Quảng. Có nghĩa là theo như anh Quảng chia sẻ thì tôi có thể hiểu là ví dụ khi mà chúng ta đi thay dầu thì chúng ta cần quan tâm đến ba yếu tố chính. Đầu tiên là cái dòng chữ to nhất kia, đấy là độ đặc loãng này. Sau đấy thì gọi là chủng loại của dầu. Đúng rồi. Và sau đấy thì là phẩm cấp. Tôi cũng là một người sử dụng xe thì tôi có thể dành câu hỏi này cho anh Vinh. Có nghĩa là tôi thấy nhiều người sử dụng thì có cái thường là cứ vào đến gara là cứ thường là thay dầu xe cho tôi hoặc là bảo dưỡng cho tôi. Tuy nhiên là họ thường không quan tâm đến những cái yếu tố về thời gian cũng như là chủng loại, hay là ví dụ như dầu có bao nhiêu, xe này cần thay bao nhiêu lít. Thì anh Vinh có cái chia sẻ nào về vấn đề này ạ?
Anh nói rất là đúng là phần lớn những người sử dụng ô tô đến cái thời điểm thay dầu thì hay đi vào một cái gara và thay cho tôi dầu, và họ còn không biết là cái dầu họ sẽ thay là cái dầu gì. Có thể nói cái việc này được hoàn toàn quyết định bởi cái người làm ở trong cái gara. Tuy nhiên thì sẽ rất là tốt nếu như chúng ta biết được rằng là cái dầu họ định thay cho chúng ta thì có hợp với cái xe của chúng ta không, tại vì nếu như mà cái khả năng bảo vệ nó giảm sút thì sau đấy thì cái động cơ hỏng hóc, và động cơ hỏng hóc thì có thể nói đấy là một cái sửa chữa tốn kém và mất thời gian cũng như là làm giảm giá trị của cái xe đi nhiều nhất. Thì để tránh xa cái việc đấy thì nhân tiện ngày hôm nay đây thì hy vọng anh Quảng có thể giải thích một cách chi tiết hơn cũng như kỹ càng hơn về những cái yếu tố để cấu tạo nên một cái dầu, để chúng ta có thể biết được là liệu rằng thì cái dầu đó với cái xe của tôi nó có hợp nhau hay không. Thì thứ nhất thì có thể anh Quảng sẽ nói qua về cái độ nhớt đi, chúng ta sẽ bắt đầu từ độ nhớt. Độ nhớt hiểu thế nào để cho nó đúng về độ nhớt, tại vì như tôi cá nhân tôi hiểu là độ nhớt là 0V40 thì nó đại diện cho số 0, đại diện cho cái độ nhớt của cái dầu đấy ở mùa đông. Đúng, chính xác. Và 40 đại diện cho độ nhớt của cái dầu đấy ở mùa hè. Tuy nhiên mùa số 0 nó đại diện cho cái nhiệt độ rất là âm độ, thì liệu Việt Nam có cần hay không? Cũng như là 40 nó có đúng với cái nhiệt độ môi trường 40 độ C ở Việt Nam hay không? Và ở trong cái độ nhớt đến ngày nay thì cái sự phát triển của cái động cơ của song hành cùng với cái quy chuẩn của cái dầu nhớt nó phát triển liên tục, thì tôi nhận ra rằng thì là bây giờ cái đấy có thể nó đã không đúng nữa. Ví dụ như những cái xe động cơ hybrid bây giờ người ta đổ một cái dầu có cái độ nhớt là 0V20, nó hoàn toàn nằm khỏi cái khung nhiệt độ của cái thị trường chúng ta. Chúng ta lý giải nó như thế nào? Cảm ơn anh Vinh. Thì những cái chia sẻ của anh Vinh thì khá là thiết thực, và rõ ràng là người dùng thì đang có những cái thắc mắc như thế. Và tiện đây có anh Quảng thì tôi muốn anh Quảng giải đáp cái thắc mắc của anh Vinh về cái đầu tiên là cái độ đặc loãng, hay là ví dụ như xe hybrid tại sao lại dùng cái độ đặc mà nó lại không giống như các cái loại dầu khác trên thị trường. Thì ở đây chúng ta có một cái dụng cụ để mà chúng ta minh họa về cái độ nhớt của dầu. Ở đây độ nhớt chính là độ đặc loãng của dầu, có nghĩa là độ nhớt của dầu càng cao thì dầu càng đặc, độ nhớt của dầu càng loãng thì dầu càng lỏng, thì cái khả năng bôi trơn nó cũng sẽ tương ứng. Dầu càng đặc thì cái khả năng cản trở nó sẽ nhiều hơn. Thì ở đây mình sẽ nhìn thấy là nếu so sánh giữa hai cái loại dầu đặc và loãng, bên đây chúng ta có cái loại dầu màu hơi nhạt hơn một chút xíu là loại dầu loãng hơn, và bên đây chúng ta có một cái loại dầu đậm màu hơn là loại dầu đặc hơn. Thì khi mình quay cái dụng cụ này thì mình có thể mô phỏng được rằng dầu loãng thì cái viên bi nó sẽ rơi nhanh hơn, có nghĩa là cái tính cản trở của dầu nó sẽ ít hơn đối với dầu loãng. Rồi, thế thì sau khi mà chúng ta có bộ dụng cụ để mà minh họa về cái độ đặc loãng của dầu, thì ở trên cái chai dầu nhớt của bất kỳ một cái hãng nào thì cũng sẽ có cái thông tin thể hiện cái độ đặc loãng của dầu. Ví dụ như đây chúng ta có thông tin là 0W40, thì cái chữ số phía sau 40 là đại diện cho cái độ nhớt của dầu ở nhiệt độ cao. Và chữ số này càng lớn có nghĩa là dầu càng đặc. Chữ số 0W thì chữ W này là viết tắt của chữ Winter, có nghĩa là mùa đông. Thế thì cái chữ số 0 dính với chữ Winter là đại diện cho độ nhớt của dầu ở nhiệt độ thấp hay là nhiệt độ lạnh. Thế thì một loại dầu có cả hai chỉ số này thì đó chính là loại dầu đa cấp, hay là ở Việt Nam mình hoặc là các cái nước khác hay gọi là dầu 4 mùa, có nghĩa là sử dụng mùa nào cũng được. Đó. Thì liên quan tới cái chữ số phía trước dính với chữ W thì chữ số này càng nhỏ, có nghĩa là cái khả năng chịu nhiệt độ thấp càng tốt. Đấy. Thế thì thường là khách hàng hoặc là chúng ta thường quan tâm là thế thì dầu loãng là tốt hay là dầu đặc là tốt? Thì đấy là câu hỏi mà nhiều khách hàng hoặc là người sử dụng hay quan tâm. Thực ra đối với chỉ số này thì nó chỉ thể hiện cho cái độ đặc loãng của dầu mà thôi, không liên quan tới cái chất lượng của dầu hay là độ phù hợp cho xe. Vì với mỗi loại xe thì sẽ tùy thuộc vào cái công nghệ chế tạo, tùy thuộc vào cái khe hở giữa các cái chi tiết với cái độ chính xác cao hay thấp mà sẽ có cái khuyến nghị là sử dụng cái loại dầu là đặc hay là loãng khác nhau. Thì đối với hiện tại công nghệ chế tạo xe càng ngày càng phát triển,
và các cái động cơ càng hiện đại cũng như là khe hở sẽ càng ngày càng nhỏ. Do đó là trong tương lai và bây giờ mình đang nhìn thấy cái xu hướng là càng ngày thì các nhà sản xuất càng khuyến nghị cái loại dầu loãng hơn. Thế thì loại dầu loãng hơn thì đôi khi thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái khả năng bôi trơn. Tuy nhiên nó sẽ được giải quyết bằng cái công nghệ hiện đại hơn, bằng các cái loại dầu cao cấp. Thì phía dưới đó thì chúng ta có thêm một cái yếu tố mà chúng ta quan tâm, đó chính là cái công nghệ chế tạo hay là cái chủng loại của dầu. Ví dụ như ở đây chúng ta có cái loại dầu là dầu gốc khoáng. Thì dầu gốc khoáng thì sẽ được chưng cất sản xuất từ dầu thô, khai thác lên và chúng ta chưng cất ra. Thì do được khai thác từ dầu thô nên là nó vẫn còn chứa khá là nhiều tạp chất, các cái phần tử bôi trơn cũng không có đồng đều, dẫn đến là cái đặc tính bôi trơn cũng ở mức vừa phải. Nhưng mà ưu điểm của dầu gốc khoáng đó là cái giá thành rất là rẻ, do đó là phù hợp với đại đa số các cái yêu cầu bôi trơn ở trên thị trường. Đấy. Và cao cấp nhất thì chúng ta thấy ở đây là cái chữ là fully synthetic, hoặc là trong tiếng Việt thì là dầu tổng hợp hoàn toàn, hoặc là tổng hợp 100%. Thì loại dầu tổng hợp đó khác với cái loại dầu gốc khoáng là như thế nào? Thì đây là loại dầu được sản xuất và chưng cất theo các cái quy trình phản ứng hóa học ở trong các cái phòng thí nghiệm. Do đó là nó tạo ra được một loại dầu bôi trơn với chất lượng rất là tốt. Chỉ có cái là nhược điểm của nó là cái giá thành của nó gấp khoảng 5 lần so với dầu gốc khoáng. Do đó là nó chỉ phù hợp để bôi trơn trong một số cái loại xe hiện đại, cao cấp, yêu cầu đòi hỏi cái đặc tính bôi trơn khắc nghiệt. Đối với các cái loại xe trung cấp thì người ta cũng tạo ra được một loại dầu có chất lượng trung cấp để phù hợp cho các loại xe đấy. Thì các loại dầu đấy thì sẽ là loại dầu bán tổng hợp, thì nó sẽ được pha chế một phần dầu gốc khoáng và một phần dầu gốc tổng hợp. Cảm ơn anh Quảng, thì anh Quảng đã vừa đưa ra những hai cái yếu tố đầu tiên cũng là cơ bản nhất trên cái một cái chai dầu để lựa chọn rồi. Thì theo như tôi hiểu cái độ đặc loãng thì lại quay trở lại luôn với câu hỏi đầu tiên của anh Vinh. Không W20 tại sao dùng cho các xe hybrid? Thì theo anh Vinh thì cái yếu tố đó có liên quan đến cái công nghệ chế tạo động cơ không ạ? Thực ra như cái mình hiểu cái thời điểm hiện tại thì vì cái xe cái kết cấu của động cơ thì nó thay đổi rất là nhanh, ngay không chỉ từ thiết kế khe hở nhỏ đi mà từ cách thức nó vận hành. Ví dụ như phun xăng trực tiếp cũng đòi hỏi những cái dầu nó tốt hơn, turbo đòi hỏi những cái dầu nó loãng hơn để nó có thể cung cấp vào cái turbo, là một cái bộ phận rất là nhỏ mà làm việc với cái tốc độ có thể nói là rất là cao. Thì với những cái khe hở mà càng ngày càng nhỏ đi như thế thì ở cái nhiệt độ môi trường khi chúng ta khởi động nó sẽ cần một cái dầu rất là loãng để nó có thể hiện diện ở tất cả những cái vị trí cần bôi trơn. Thì nếu như mà cái dầu đó đặc thì nó không hiện diện ở đấy và có thể nó không lưu thông được đến đấy ở cái khi chúng ta mới bắt đầu đề nổ, thì đấy nó là một cái việc sẽ gây ra những cái sự mài mòn rất là lớn khi mà chúng ta khởi động xe cũng như là làm việc ở cái nhiệt độ nó chưa tối ưu. Okay. Cảm ơn những chia sẻ của anh Vinh. Như vậy thì là từ những cái chia sẻ của anh Vinh và cả anh Quảng thì tôi đang hiểu là cái độ đặc loãng thì nó không phải là yếu tố, ví dụ theo như chúng ta hiểu không phải cứ số càng cao là tốt mà nó lại là phù hợp với cái loại động cơ mà chúng ta sử dụng. Theo anh Vinh thì khi mà người sử dụng xe thì nên lựa chọn những cái loại dầu nào ở theo cái có thể là theo tầm tiền của dòng xe hay là theo một yếu tố nào khác? Thực ra trong cái sử dụng dầu nhớt thì mình có một kinh nghiệm như thế này. Tức là cái dầu ở cái phẩm cấp, cái yêu cầu cao hơn, đắt tiền hơn thì nó đổ vào cái xe rẻ hơn rất tốt. Nhưng không có nghĩa ngược lại. Tại vì khi anh đổ một cái dầu mà không đáp ứng những cái yêu cầu của cái động cơ thì cái việc cái động cơ nó kém bền đi thì là cái việc chắc chắn sẽ xảy ra. Nếu những cái người chủ xe mà không nắm được những yếu tố như thế mà phó mặc hoàn toàn cho người khác, ví dụ như gara, người ta quyết định cái việc đấy. Mình không nói là gara ok họ quyết định theo kiểu là sai hay là không, nhưng mà nếu như bằng một cái lý do nào đấy họ lại đưa được cái dầu mà nó không đúng cái yêu cầu của cái động cơ vào đấy thì cái người chịu cái thiệt hại đấy chắc chắn là chủ xe, vì cái xe không hỏng ngay. Cái xe hỏng sau đó rất là lâu, vài nghìn cây nó bắt đầu sinh ra mài mòn. Mà nó lại không phải là hỏng hự một cái mà nó lại hỏng theo kiểu bị mài mòn đi, nó giảm hiệu suất, giảm đủ các thứ. Và nó tiến đến cái phải đại tu máy nhanh hơn so với nếu như anh dùng cái dầu tốt hơn. Thì mình vẫn
dùng cái cách là mình dùng cái gọi là cái quy chuẩn về dầu của cái người sản xuất ra cái xe. Ví dụ như BMW có cái dầu long life bao nhiêu đấy thì mình dùng đúng cái số đấy và mình so sánh với cái việc là cái dầu như dầu Shell chẳng hạn có thể đáp ứng được cái chỉ số đấy không. Thì đấy nó là một cái nguồn tham khảo theo mình ở cái thời điểm hiện tại khá là tốt. Tuy nhiên để mà hiểu sâu rõ hơn về cái này thì có thể anh Quảng giải thích cho mọi người thì sẽ chính xác hơn. Cảm ơn anh Vinh. Thì anh Vinh cũng chia sẻ là những cái yếu tố chính và rất là đúng khi mà mình chọn sử dụng dầu. Tại vì cái vấn đề đầu tiên khi mình chọn sử dụng dầu á, đó là cái loại dầu này phải phù hợp với xe, với động cơ. Thì với mỗi loại xe khác nhau, với mỗi động cơ khác nhau và công nghệ chế tạo khác nhau, thì nhà sản xuất họ sẽ quy định, họ sẽ có những cái chuẩn riêng về cái loại dầu mà phù hợp nhất cho xe của họ. Phù hợp nhất ở đây có nghĩa là bảo vệ tối ưu nhất, sử dụng được với cái hiệu suất cao nhất và cái tuổi thọ nó dài lâu như là nhà chế tạo xe người ta mong muốn. Thế thì trên cái thông số của chai dầu thì chúng ta có một cái yếu tố thứ ba mà chúng ta cũng cần quan tâm, đó là cái yếu tố về cái phẩm cấp chất lượng của dầu. Thì phẩm cấp chất lượng của dầu ở đây thì chúng ta sẽ có trên cái chai dầu sẽ có ghi theo cái chuẩn mà phổ biến nhất mà thường được sử dụng ở đây, đó là cái tiêu chuẩn API, có nghĩa là tiêu chuẩn của Viện Dầu Mỏ Hoa Kỳ. Họ cũng có một cái chuẩn để mà đánh giá về cái phẩm cấp của dầu động cơ. Thì theo tiêu chuẩn API này thì sau đó là thường là sẽ có ký hiệu bằng chữ S, S. Thì chữ S này là đại diện và thể hiện là loại dầu này được thiết kế dành riêng cho động cơ xăng. Tiếp theo sau cái chữ S này á, thì chúng ta có một cái chữ, đó là cái chữ thể hiện cho cái phẩm cấp. Thì cái chữ này nếu mà nằm càng xa chữ A trong bảng chữ cái có nghĩa là cái phẩm cấp càng cao. Đấy, nên là khi mà chúng ta lựa chọn á, thì chúng ta có thể chọn cái loại dầu với phẩm cấp chất lượng API càng cao càng tốt. Hoặc là theo tiêu chuẩn châu Âu ACEA thì họ cũng có định ra và chúng ta cũng dựa vào cái tiêu chuẩn đó được thiết kế cho các cái dòng xe châu Âu để chúng ta lựa chọn. Và một điều quan trọng như là anh Vinh cũng đã chia sẻ rằng là thường là các cái loại dầu cao cấp á, thì ngoài việc là đáp ứng những cái chuẩn quốc tế như là chuẩn API nè, chuẩn ACEA thì còn đáp ứng được tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Ví dụ như là BMW thì mình có là BMW Long Life 01, hoặc là các cái chuẩn của Mercedes-Benz thì mình có tiêu chuẩn MB, rồi tiêu chuẩn của Volkswagen, những cái tiêu chuẩn của các cái hãng xe thì thường là sẽ thử nghiệm và họ chấp thuận sử dụng cái loại dầu cho xe của họ. Thì hầu như là các cái gara thì thường là có xu hướng hiện tại á, đặc biệt là các cái dòng xe trung và cao cấp, xe sang thì thường là chọn các cái loại dầu cao cấp để nó đảm bảo là vừa phù hợp với động cơ, vừa phù hợp với chuẩn quốc tế và vừa phù hợp với chuẩn xe để cho khách hàng yên tâm sử dụng. Và nó cũng giúp nâng cao uy tín của các cái trung tâm bảo dưỡng sửa chữa xe, cũng như là khách hàng họ sẽ trung thành hơn với cái sự lựa chọn của mình. Được, cảm ơn những chia sẻ của anh Quảng. Vậy theo như chia sẻ anh Quảng thì đến cái yếu tố thứ ba, tức là phẩm cấp, thì có nghĩa là cái phẩm cấp càng cao thì dầu sẽ càng tốt. Thế tuy nhiên thì giống như anh Vinh có chia sẻ thì tôi có một cái thắc mắc, và thực ra đây cũng là thắc mắc của rất nhiều người sử dụng xe. Vậy thì chúng ta đã làm rõ được những cái yếu tố ở trên chai dầu rồi. Vậy thì khi làm thế nào để biết cái dòng xe của chúng ta là nên sử dụng lại dầu nào sao cho nó phù hợp, thì có thể mời anh Vinh chia sẻ những cái kinh nghiệm của anh trong cái việc lựa chọn dầu. Ví dụ trên thị trường hiện nay thì tôi thấy có rất nhiều các cái mã động cơ khác nhau, ví dụ như là hút khí tự nhiên, rồi turbo, rồi phun xăng trực tiếp, rồi kể cả động cơ dầu. Vậy thì cái anh Vinh có cái kinh nghiệm nào có thể chia sẻ cho độc giả cũng như người sử dụng biết là ví dụ nên sử dụng cái lựa chọn dầu nào cho nó phù hợp không? Phải nói là cái việc mà nghiên cứu về cụ thể như chúng ta đang nói đây về cái dầu nhớt thì nó chiếm quá nhiều thời gian, và đa số những người sử dụng ô tô thì người ta đang bỏ qua cái việc này. Tuy nhiên thì quay lại cái câu lúc nãy mình nói là mình sẽ sử dụng cái quy chuẩn của cái nhà sản xuất ra cái ô tô làm yếu tố cơ bản để quyết định là cái dầu này nó có thích hợp với cái động cơ đấy không. Mình có thể nói thêm là một số những cái hãng xe thì người ta không đưa ra những cái quy chuẩn của động cơ người ta, mà người ta sử dụng luôn những cái quy chuẩn của API hoặc là CCAE cái gì của châu Âu. Sử dụng cái đấy luôn, thì đấy là một cái sự tiện lợi tạo ra trong cái gọi là cái để tìm hiểu cái thông tin về dầu. Thì những cái hãng xe nói chung bây giờ đến có thể đến 70-80% thì anh Quảng là người ta sử dụng luôn cái tiêu chuẩn của những cái tổ chức ban hành quy chuẩn về dầu. Thì cái việc đấy nó rất là dễ dàng.
thì thực ra chúng ta chỉ tốn mất một tí thời gian lên Google là mình tìm ngay được là cái xe của chúng ta cần phải đổ cái chủng loại dầu nào. Cảm ơn anh Vinh. Vậy thì tôi có một cái thắc mắc là khi mà các cái hãng họ sản xuất ra dầu ấy, thì tất cả những cái thông số mà giống nhau họ ghi trên chai dầu thì có phải là cái phẩm cấp nó đều giống nhau ở tất cả các hãng hay không ạ? Cảm ơn anh Dũng. Thì một câu hỏi rất là thú vị mà có thể rất nhiều khách hàng họ quan tâm khi mà họ lựa chọn dầu. Tại vì các cái chai dầu đều ghi những cái thông số như là độ nhớt, rồi cái chủng loại dầu cũng như là cái phẩm cấp chất lượng. Tuy nhiên thì đối với mỗi cái hãng dầu nhớt thì cái thương hiệu khác nhau. Có những hãng dầu rất là lớn có một cái lịch sử lâu đời về thiết kế cái loại dầu, thì họ nghiên cứu và họ có những cái công thức độc quyền, bí quyết gia truyền để sản xuất ra một cái loại dầu mà đạt cái chất lượng tốt và phù hợp cho xe, dựa trên cái kinh nghiệm, dựa trên cái công nghệ, những cái nghiên cứu của họ, những cái đầu tư của họ liên quan tới dầu nhớt. Đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai thì đối với các cái hãng lớn thì thường là có đồng hành cùng nghiên cứu và thử nghiệm cái loại nhớt hay là loại dầu nhớt động cơ cho xe. Ví dụ như là một số cái hãng xe sang thì ví dụ như là ở đây Shell, ví dụ như là một tập đoàn lớn thì có hợp tác với các cái tập đoàn như là BMW, Ferrari, Hyundai để mà thử nghiệm loại dầu. Thì các cái thương hiệu lớn đó thì cái điều kiện động cơ và cái công nghệ rất là hiện đại, nên là sẽ phải đòi hỏi những cái đặc tính bảo vệ cực kỳ khắc nghiệt. Và điều đó là nó thể hiện cái sự nghiên cứu cũng như là kết hợp với thực tế để tạo ra một cái loại dầu có cái chất lượng tốt. Thứ ba là về cái công nghệ chế tạo, thì đối với mỗi hãng thì sẽ có cái công nghệ tiên tiến khác nhau áp dụng vào cho dầu nhớt để tạo thành một cái loại dầu nhớt có cái khả năng bảo vệ khác nhau. Thì ví dụ như ở đây chúng ta có một cái bộ minh họa về một trong những cái tính năng của dầu, là cái tính năng làm sạch đấy. Thì ở đây thì chúng ta nhìn thấy rằng là đối với hai cái phần mô phỏng ở hai bên minh họa, thì đây là loại dầu có khả năng làm sạch tốt và phân tán tốt. Có nghĩa là những cái cặn sẽ được phân tán, giữ ở kích thước nhỏ, vô hại. Thì khi mà chúng ta thay dầu ra thì các cái cặn này sẽ được lấy ra khỏi động cơ và nó không gây mài mòn cho động cơ. Bên cạnh là chúng ta có một cái phần loại dầu khả năng làm sạch không đáp ứng, hoặc là khả năng làm sạch không tốt thì các cái cặn nó sẽ tích tụ lại với cái kích thước lớn và nó sẽ gây ra mài mòn động cơ. Thì đây chúng ta có thể minh họa nó sẽ ảnh hưởng tới cái khả năng bôi trơn và bảo vệ động cơ. Đấy. Bên này thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng dầu lưu chuyển rất là dễ, các cặn được lấy ra rất là dễ. Bên đây thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là các cái cặn này nó làm cho cái dầu không chảy xuống được và nó gây tắc nghẽn. Và những cái cặn này nó sẽ gây nguy hại và gây mài mòn, làm giảm tuổi thọ của động cơ. Cảm ơn anh Quảng. Tức là rõ ràng là yếu tố này thì không thấy ghi ở nhà trên nhãn. Tức có nghĩa là không phải là tất cả những cái hãng dầu ra một cái thông số giống nhau thì có nghĩa là chất lượng dầu đều giống nhau, đúng không ạ? Đúng rồi anh Dũng ạ. Thì trên đây là chỉ ghi những cái thông tin cơ bản nhất thôi. Còn những cái thông tin như là bí quyết gia truyền, những cái công thức độc quyền, rồi những cái công nghệ chế tạo, hoặc là những cái thử nghiệm, hoặc là những cái chấp thuận của các cái hãng lớn đối với loại dầu này á, thì đôi khi sẽ không được thể hiện đầy đủ ở trên cái chai dầu. Vậy thì qua những cái chia sẻ của anh Quảng thì tôi thấy là rõ ràng là thông số ở trên những cái chai dầu nhớt của mỗi hãng thì nó không có thể là không giống nhau. Ví dụ như anh Quảng có thể nói đến cái yếu tố làm sạch. Tôi có một cái thắc mắc là ở trong cái địa vị là một người sử dụng xe, ở đây thì là tôi thấy là họ hay có khuyến cáo là thay dầu 5.000 hay là dầu 1.000 hay là dầu 7.000, thì cái đấy nó có liên quan gì đến cái yếu tố mà anh Quảng vừa nói không? Chính xác là nó sẽ có liên quan. Vì các cái loại dầu mà cao cấp, chất lượng tốt thì cái thời gian sử dụng của dầu nó sẽ dài hơn. Ví dụ như là các hãng thì họ sẽ khuyến cáo là một số loại xe thì sau 5.000 km mình thay, nhưng mà có một số loại xe thì là 7-8.000 km mình thay, thậm chí là có những cái loại xe thì khuyến cáo tới 10-15.000 km mới phải thay. Thì những cái loại dầu mà cao cấp tổng hợp hoàn toàn, chất lượng tốt thì có khả năng là kéo dài được cái thời gian thay dầu lên đến 10-15.000 km. Thì đây là một cái khía cạnh mà nó giúp cho cái người sử dụng xe họ có được những cái lợi ích khi mà họ chọn một cái loại dầu chất lượng cao. Thứ nhất là ngoài việc là động cơ hoạt động một cách bền bỉ, thứ hai là cái thời gian thay dầu kéo dài thì mình cũng ít phải tốn công mang xe để cửa hàng để mình có thời gian mình đi làm việc nhiều hơn.
Và một vài cái yếu tố liên quan tới việc mà mình lựa chọn cái loại dầu tốt á, thì ở đây một số cái hãng xe hoặc là khách hàng sử dụng xe sang á, giống như là lúc đầu mình chia sẻ á, thì cái chi phí về dầu nó chỉ chiếm khoảng 30% cái chi phí vận hành thôi, nhưng mà nó đóng góp rất là lớn tới cái hiệu quả cũng như cái độ an toàn của xe. Do đó là cũng có rất là nhiều khách hàng sử dụng xe sang sử dụng nhất xịn, nhưng mà cũng chọn cái khoảng thời gian thay dầu vừa phải phù hợp với mình, ví dụ như là sau 5.000 km họ thay. Tại vì về cái chi phí về dầu nhớt đối với họ và so với cái giá trị của chiếc xe cũng như là cái độ tiện lợi và cái độ an toàn thì nó không đáng. Đấy, nên là ở đây là một vài thông tin mà Quảng chia sẻ thêm về cái đặc tính của các loại dầu nhớt. Cảm ơn anh Quảng. Vừa rồi thì anh Quảng đã chia sẻ những cái thông tin mang tính yếu tố về kỹ thuật. Tuy nhiên thì tôi vẫn muốn có một cái chút gì đó thực tế, thì tôi muốn hỏi anh Vinh. Anh là một người chuyên gia về kỹ thuật của xe và cũng là người có kinh nghiệm sử dụng rất là nhiều xe, và theo như tôi biết thì anh Vinh sử dụng những cái dòng xe nó khá là đặc thù, hiệu năng cao một chút. Vậy thì anh Vinh có cái chia sẻ những kinh nghiệm gì trong cái việc lựa chọn dầu cũng như là cái cách để làm sao vận hành xe một cách mượt mà nhất không? Thực ra phải nói thật sự là đến giờ này mình vẫn đang học thôi. Cái câu chuyện xảy ra là cái dầu mình đổ vào xe thì nó có thể rất là êm lúc đấy, nhưng mình không biết là sau đấy 5.000 cây nó còn êm hay nó làm hỏng xe. Cũng như là những cái đấy nó, vì nó chiếm cái khoảng thời gian quá dài, thì thực ra về dầu là để mà có một cái cơ hội để thử nghiệm một cách tử tế thì thực sự là chưa bao giờ mình có. Nhưng mà từ cái kinh nghiệm của mình trong việc sử dụng xe, có thể nói là những cái xe phân khối nó khá lớn, nó sinh ra nhiều công suất và là xe hiệu năng cao, ở cái điều kiện khí hậu như Việt Nam rất là nóng, rất là ẩm, thì mình có một cái vấn đề như thế này. Tức là đôi lúc một những loại dầu mình đổ vào xe rất là đắt tiền, rất là tốt, những cái sản xuất bởi những hãng rất là tên tuổi, và khi mình đọc ở trên các cái forum ở nước ngoài thì người ta dùng rất là tốt, những người đua xe vẫn đang dùng. Nó xảy ra một việc là rất là êm ở những cái điều kiện vận hành bình thường, tuy nhiên máy trở nên kêu to bất ngờ ở những cái điều kiện vận hành khắc nghiệt hoặc là khi mà máy quá nóng. Mình có hiểu rằng thì là đa số dầu nhớt, dù anh có tốt đến đâu thì mất đi đến 8 hoặc 90% cái khả năng bôi trơn của nó ở nhiệt độ cao. Tức là sao? 40 độ chẳng hạn, nó rất là bôi trơn vẫn là không vê đúp 40 ạ. Nhưng lên 100 độ C mình chỉ còn là một cái bôi trơn tương đương với 4 thôi. Thì cái việc, có lẽ là cái việc rất là quan trọng là cái tính chất là giải nhiệt của cái dầu. Tại vì khi cái dầu nó tự giải nhiệt thì nó tự hạ nhiệt độ của nó xuống, và sau đấy nó làm bôi trơn tốt hơn, mà nó cũng giải nhiệt cho chính cái động cơ. Điều đấy được chứng minh bởi ví dụ như là anh nhìn vào bất kỳ một cái xe nào mà hiệu năng cao, anh là thấy một cái két giải nhiệt của dòng máy, điều mà những xe thông thường không cần. Thì ở một cái vùng làm việc nào đấy đối với xe hiệu năng cao thì cái dầu nó đòi hỏi thêm cái tính chất giải nhiệt, và cái đấy thì thực sự là không có hãng dầu nào để cần. Thật sự đấy là một cái yếu tố khó khăn trong cái việc những người mà sử dụng xe hiệu năng cao để tìm dầu, họ chỉ biết tin tưởng vào những brand. Thì thường thì tôi cũng như các người khác đấy, thì họ đang hướng đến những cái hãng dầu nổi tiếng và những sản phẩm đắt tiền. Có thể đôi lúc đắt tiền nó làm cho mình yên tâm hơn một chút. Vậy thì qua những cái chia sẻ của anh Vinh thì tôi muốn dành cái câu hỏi này cho anh Quảng. Vậy về ví dụ như dầu nhớt Shell thì đã có những cái giải pháp gì để tạo ra những cái loại dầu tối ưu và như anh Vinh nói là có thể hoạt động đối trên những cái mẫu xe hiệu năng cao hay là trong cái những cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt không? Cảm ơn anh Dũng và anh Vinh đã chia sẻ. Thì phần này là một cái phần rất là thực tế, tại vì ở Việt Nam thì nó khác với các cái quốc gia khác, cũng như là đối với điều kiện vận hành của mỗi khách hàng cũng đều khác nhau. Và do đó thì các cái hãng thì đều hiểu được cái khó khăn trong cái việc là chọn lựa được một cái loại dầu tốt để mà bảo vệ tốt nhất cho xe của mình. Thì ví dụ như là các cái loại dầu mà cao cấp của Shell thì được áp dụng các cái công nghệ sản xuất tiên tiến nhất. Thì một trong những cái công nghệ mà tiên tiến nhất hiện tại của Shell đó là sản xuất dầu gốc từ khí thiên nhiên chứ không phải là từ dầu thô. Đấy, thì từ khí thiên nhiên thì nó rất là sạch và nó ít tạp chất. Và đó là một cái loại dầu tổng hợp, do đó là cái khả năng bôi trơn nó rất là tốt. Thì quay lại vấn đề mà anh Vinh thắc mắc, đó là về cái độ giải nhiệt của dầu, hay là cái độ mình gọi là cái độ mát của máy trong quá trình hoạt động. Thì độ mát của máy thì nó sẽ đến từ hai cái yếu tố. Yếu tố đầu tiên đó là cái khả năng bôi trơn.
khả năng bôi trơn, có nghĩa là các cái phần tử trong các cái dầu mà sản xuất từ khí tự nhiên hóa lỏng thì nó rất là đồng đều, giống như là chúng ta lái xe trên một cái con đường bằng phẳng, do nó các cái phần nó đồng đều, nó không bị vênh với nhau. Nhưng mà các cái loại dầu chất lượng kém hoặc là dầu gốc khoáng thông thường thì các cái phần tử bôi trơn nó sẽ không đồng đều, thì nó giống như chúng ta đi trên một cái con đường gồ ghề. Thì ở đây thì mình thể hiện là giữa cái con đường bằng phẳng và con đường gồ ghề á, thì cái nhiệt độ sinh ra đối với các cái động cơ mà hoạt động trong cái điều kiện mà khắc nghiệt thì nó sẽ lớn. Thì ở đây thì khả năng bôi trơn càng cao thì mát máy mình nó sẽ càng mát, nó sẽ làm giảm cái nhiệt độ và nó giải nhiệt tốt hơn. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là liên quan tới cái khả năng mà dẫn nhiệt và tản nhiệt của dầu. Thì các cái loại dầu mà cao cấp á, thì họ sẽ cho thêm các cái loại phụ gia để mà cải thiện cái độ nhớt của dầu, thì sẽ giải quyết được cái quan ngại như anh Vinh là có thể là ở cái giải nhiệt độ thấp thì dầu bôi trơn rất là tốt, nhưng mà khi mà máy nóng thì nó không còn đảm bảo khả năng bôi trơn nữa. Thì việc đó rất là đúng, tại vì rất nhiều xe, ví dụ như BMW mà những cái xe mà chạy 5-7 năm rồi thì ở một cái nhiệt độ nóng đủ lên thì xe máy sẽ gõ to rất là hơn rất là nhiều so với ở nhiệt độ bình thường. Thì điều đó chứng tỏ là ở cái nhiệt độ cao, cái dầu ở trong cái xe nó bị biến đổi cái tính chất một cách có thể nói là khá nhiều. Vậy thì cái phụ gia đó thì sẽ giải quyết được cái vấn đề là vẫn đảm bảo được cái yếu tố bôi trơn ở trên nhiệt độ cao, đúng không anh Quang? Đúng rồi. Thì dầu cũng đảm bảo cái khả năng bôi trơn, và cái phụ gia đó nó sẽ giúp giải quyết cái vấn đề là độ nhớt của dầu nó không bị quá loãng hay là nó tụt xuống quá thấp và không đảm bảo cái khả năng bôi trơn. Đấy, thì qua đó là cũng giúp giải nhiệt động cơ và giúp bôi trơn tốt hơn thì động cơ của chúng ta mát hơn. Ngoài ra thì cái độ chảy loãng của dầu á, cái độ chảy loãng của dầu càng tốt, lưu chuyển của dầu càng tốt, thì nó sẽ giúp dẫn nhiệt từ các cái buồng đốt, các cái vị trí có nhiệt độ cao sang các cái vị trí mà bên ngoài thành vách máy để tản nhiệt ra môi trường tốt hơn, và máy của chúng ta sẽ mát hơn, vận hành ổn định hơn và ít phát sinh những cái tiếng ồn, giống như là anh Vinh chia sẻ, nhiệt độ cao máy nó bị va đập nhiều do bôi trơn không tốt, do không đảm bảo khả năng giải nhiệt. Wow. Vậy là qua những cái chia sẻ của anh Quảng thì tôi đang thấy rất là bất ngờ, bởi vì ban đầu thì tôi chỉ nghĩ là dầu rất nhớt thì chỉ phải chiết xuất từ dầu, chứ đã không nghĩ là chiết xuất từ khí. Vậy thì anh Quảng có thể nói rõ hoặc là chia sẻ thêm về cái vấn đề này không ạ? Đối với cái vấn đề này thì nó lại liên quan tới công nghệ sản xuất dầu. Thì với các cái loại dầu gốc khoáng thì sẽ được sản xuất chân cất từ dầu dầu thô. Còn các cái loại dầu tổng hợp cao cấp, ví dụ như là Shell Helix này, thì nó thuộc nhóm dầu tổng hợp, thì người ta có nhiều cái công nghệ để mà tổng hợp ra cái loại dầu cao cấp. Thì đối với các cái công nghệ thông thường thì họ sẽ phân tách dầu thô ra thành các cái phân tử và họ tổng hợp để tạo thành một loại dầu tổng hợp. Nhưng mà đối với Shell thì đã nghiên cứu và nâng cấp cái công nghệ, nâng tầm cái công nghệ sản xuất dầu gốc này, là không sử dụng cái nguồn từ dầu thô nữa, mà mình sử dụng từ khí tự nhiên, là khí đốt á. Thì đối với dầu được sản xuất từ khí tự nhiên thì do khí tự nhiên nó sạch hơn, nên là loại dầu sản xuất ra thì gần như là tinh khiết hoàn toàn 100%. Và các cái phân tử được tổng hợp trong các cái quy trình hóa học chứ không phải là lý học thông thường, thì các cái phần tử bôi trơn nó đồng đều, tuổi thọ nó cao, ít hao hụt và giúp cho xe được bảo vệ tốt hơn. Cảm ơn những chia sẻ của anh Quảng và anh Vinh. Vậy thì sau khi mà chúng ta ngồi và trao đổi thêm về những cái vấn đề về dầu nhớt, thì tôi có thể tổng kết lại là khi mà chúng ta sử dụng dầu nhớt, đặc biệt là khi mà chúng ta đi bảo dưỡng, thì chúng ta nên có một chút quan tâm đến các cái, thứ nhất là cái chỉ số ở trên chai dầu để có thể là lựa chọn được một cái loại dầu phù hợp với chiếc xe mà chúng ta đang sử dụng. Và quan trọng nhất là chúng ta phải thay dầu theo đúng định kỳ. Thứ nhất là về thời gian này, thứ hai là về cái quãng đường di chuyển. Khi nào yếu tố nào đến trước thì chúng ta cần phải xử lý yếu tố đó, tránh để trường hợp là để dầu quá cũ và cái việc không đảm bảo phẩm cấp và có thể là không bảo vệ được cái động cơ của chúng ta, và sẽ có thể chúng ta sẽ phải sửa chữa khi mà xảy ra những cái hư hại lớn hơn. Và có thể hy vọng rằng là ở trong những cái số tiếp theo thì chúng ta sẽ đến được với những cái trải nghiệm thực tế khi mà sử dụng những cái dầu, ví dụ như cái dầu khóa lỏng từ khí như anh Quảng vừa chia sẻ, để xem được là cái việc những cái dầu cao cấp nó sẽ tác động như thế nào đến động cơ. Và trong cái việc lựa chọn dầu thì hy vọng rằng là quý vị độc giả sẽ có những cái sự lựa chọn tối ưu nhất cho mình để làm sao đảm bảo được cái chiếc xe của mình vận hành được một cách tốt nhất.
Cảm ơn anh Quảng và cảm ơn anh Vinh đã tham gia cái buổi tọa đàm ngày hôm nay. Xin chào quý độc giả của VnExpress.